Tiếp tục sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết. Xin chào chị Hằng My. Tình hình thời tiết Nam Bộ tới thời điểm này thì như thế nào rồi ạ? Dạ vâng, chào trường quay VTV Cần Thơ và quý vị khán giả. Từ sáng tới giờ thì Nam Bộ vẫn chủ đạo là nắng ráo, rất thuận lợi cho các hoạt động vui chơi dịp cuối tuần. Trong trưa và đầu giờ chiều nay thì dự báo Nam Bộ vẫn tiếp tục trạng thái là có nắng mây đan xen khi mức nhiệt cao nhất ở tại thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Thủ Dầu Một, Đồng Phú, Biên Hòa ở ngưỡng là 31-32 độ. Còn ở miền Tây nhiệt độ thấp hơn một chút, nhiệt độ ở tại Cần Thơ, Cà Mau và các nơi khác trong khoảng là từ 29-31 độ. Chiều tối tới đêm nay thì mưa sẽ còn xuất hiện ở nhiều nơi khác thuộc khu vực Nam Bộ. Thậm chí có những điểm màu xanh lá cây như thế này, lượng mưa còn có thể vượt 50mm, tập trung ở tại Kiên Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long, Bạc Liêu hay là Sóc Trăng. Trong cơn dông thì người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió có thể giật mạnh lên cấp 7, cấp 8 chỉ trong một vài phút nên là rất nguy hiểm. Quý vị nên hạ thấp hoặc là chằng buộc các chậu cây, chậu hoa trồng ở ban công để tránh trường hợp là gió mạnh làm rơi vỡ. Đồng thời thì hãy đóng kín và chốt chặt cửa khi trời chuyển dông gió mạnh. Về thời tiết tại thành phố Phú Quốc, trưa nay trời có nắng mây đan xen, nhiệt độ cao nhất ở ngưỡng là 30 độ. Chiều nay thì trời có lúc có mưa dông, có thể đi kèm với dông sét. Nhiệt độ vào tối nay giảm xuống còn 26 độ. Chuyển sang dự báo thời tiết trên biển. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau, Kiên Giang, cảnh báo là trời có mưa dông trong chiều nay, tầm nhìn xa trong mưa dưới 10 km. Còn riêng với vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.